À, cái này hồi xưa đâu có đâu, bây giờ nó làm thêm cái này để cho nó ăn được nè, không? Ờ, xưa chỗ ừ, này nó cái này nó đi thẳng luôn á. Được không? Tới rồi, được chưa? Mở cửa cho em cho anh. Ui, đấy, về lấy. Con khác mà, đừng cho cái đó nữa. Hả, à, còn không? Đây nè. Còn quá trời nè. Nè. Ủa, sao để dành cái gì vậy? Hả? Làm ăn á, lát đi vòng nữa mà. Ôi, ôi, cái này miếng kìa. Mấy con kia đứng lại thấy cậu. Coi cho không? Dám không? Hả? Rồi, hả rồi, thôi đi. Ghê, lấy giấy chùi, ghê nó liếm, tay ướt luôn. Nhám nhám. Đây đi. Đây đây trời không? Có. Ở đó nó đang tới thăm đây là nè. Đây là đứng lên ra nè. Đứng lên đi kìa. Đứng lên đây nè. Đứng lên đây nè. Nè, nữa nữa nè, quá nè. Đây là em thấy nè nè. Khổ đau lắm á. Đây là sau lưng kìa đây. Ừ, ghê quá. Mặt cái ghê á. Ừ. Đó, hai con này mới ghê nè. Nó thò đầu ở trong xe kìa. Mà cái bà nhé nhé. Nè, 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 coi gì nữa nè. Mở cửa xuống. Mở cửa xuống. Oh, wrong way. Ê, Nicole, đi làm nó ngậm gì vậy? Nó ăn không? Ê, hết chứ. Ê, hai ông ngậm tay rồi chứ. Đi xuống đây. Này mới mày chơi uống nước nè. Nước vừa uống cho mưa. Không phải ngậm tay đó. À, con ngựa lùn nè. Con gì kìa?